Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Là đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 được bè trên ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra tiền tài như ý lộc lá đầy nhà càng về Tết càng giàu có có nhiều khả năng trúng số độc đắc là rất lớn chấn động bí mật tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân tài mở kho ban cho lộc lớn tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, giàu nhất họ, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Quý vị thân mến, cuộc sống là một chặng đường đua dài, vượt hết đích này thì đến đích tiếp theo, kẻ yếu thì bị tụt lại, bị chê bai, kẻ mạnh thì đến đích sớm hơn những kẻ yếu, nhưng vẫn theo kịp những kẻ mạnh hơn, có trải qua đau khổ, cay đắng, con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn nhận ra được những sự thật, mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc ta không thể nhận ra nhiều người cả đời này tham sân si vọng tưởng những điều xa vời nhưng cuối cùng lại chẳng thể có được gì theo tử vi 12 con giáp tuổi bính thìn sinh năm 1976 được gọi là đứa con của trời nhưng lại trải qua bao kiếp nạn thử thách được rèn rủa qua năm tháng gặp thời đổi vận được trời nhìn nhận những kiên cường chịu đựng đã đi qua mới được thay ra đổi thịt vươn mình đến đích lớn của đời bước sang tháng cuối cùng năm 2023 thoát khỏi tam tai, chuyển họa thành phúc, làm ăn bỏ một được mười, tiền tài sung túc, gia đình hạnh phúc an khang, thần tài ban lộc, tiền vàng ngập két về nhà ùn ùn, trả sạch nợ nần, giàu nhất họ. Vậy trong tháng này, phương diện sự nghiệp, tài lộc, gia đạo, sức khỏe quý tuổi sẽ có biến đổi ra sao, làm gì để đón tài lộc vào nhà, mời quý vị lắng nghe và chiêm nghiệm trong video dưới đây. Hé lộ bí mật tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, được thần tài ban lộc lớn, tiền vàng ngập két về nhà ùn ùn, trả sạch nợ nần, giàu nhất họ trong tháng 12 âm lịch. Đầu tiên, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 12 âm lịch. Tiết Tiểu Hàn là tiết khí thứ 23 trong 24 tiết khí, nằm trước tiết Đại Hàn và sau tiết Đông Chí, thời tiết lúc này khá lạnh nhưng đã bắt đầu có những chồi non mọc lên, nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với trong Đông Chí, theo chiết tự, chữ tiểu, có nghĩa là nhỏ bé, còn sớm, bắt đầu, còn hàn, nghĩa là lạnh lẽo, lạnh giá, bởi vậy mà tiểu Hàn nghĩa là ám chỉ thời tiết bắt đầu bước vào đợt rét mướt, mặc dù chưa phải là lạnh tới cực đại, thế nhưng đã là rất lạnh. Đặc trưng thời tiết của tiết khí tiểu Hàn đó là sự khắc nghiệt ở nửa cầu Bắc, tạo nên những sức ép thử thách cho tất cả các loài động vật và thực vật trên khu vực này, tiểu Hàn nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với đông chí, thêm hiệu ứng nghịch ôn rõ rệt, nên các loại cây trồng, hoa quả nhiệt đới như chuối tiêu, xoài có thể sinh trưởng tốt vào thời gian diễn ra tiết khí này đa phần các giống thực vật động vật trong tự nhiên đều tự hình thành cho mình những phương án thích nghi với thời tới như di cư tích trữ lương thực dụng bớt lá theo như kinh dịch thì tháng 12 âm lịch là quẻ lâm quẻ này có đặc điểm bốn hào dương ở trên hai hào âm ở dưới ở thời điểm trước một hào dương xuất hiện quẻ phục này đã xuất hiện thêm một hào dương nữa với ý tưởng sự phát sinh trưởng thành không ngừng của dương khí báo hiệu sự ấm áp tươi sáng phát triển mạnh mẽ tràn đầy sức sống đang lại dần các hào âm dần tiêu biến biểu hiện của u ám bệnh tật buồn đau lạnh giá dần dần bị đẩy lui người xưa có câu hết cơn bị cực đến thời thái lai là như vậy trong tiết tiểu hàn thời tiết vô cùng lạnh giá do đó ngoài việc chuẩn bị quần áo ấm chăn mền bạn cũng cần chú ý đến việc giữ ấm cơ thể từ bên trong bằng việc luyện tập thể dục mỗi ngày vệ sinh răng miệng bằng tinh dầu tỏi ăn các món ăn có tính nóng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng tránh cảm lạnh. Chú ý, dưỡng sinh trong ngày lạnh không chỉ chú trọng mặc nhiều quần áo, giữ ấm cơ thể, mà còn phải bảo vệ phòng lạnh cho phần đầu và mặt bằng mũ len, khăn quàng kín tai, để cân bằng nhiệt, giúp nhiệt lượng không bị tản đi, việc đeo khẩu trang để phòng bệnh hô hấp cũng rất tích cực, nhưng cần vệ sinh khẩu trang thường xuyên. Mặt khác, không khuyến khích thanh niên, người trưởng thành đeo khẩu trang chống lạnh, bởi như vậy sẽ kém thích ứng với không khí lạnh, giảm sức đề kháng, không có lợi cho sức khỏe. Mùa đông khí áp thấp, mọi người lại thường ở trong nhà đóng kín cửa để giữ ấm, nên có trường hợp thiếu dưỡng khí, khiến ngột ngạt, khó thở, buồn bực. Việc này làm cơ thể tiếp nhận lượng oxy ít đi, lượng carbon dioxide nhiều lên, gây khó ngủ, ngủ gặp ác mộng, tinh thần hoảng sợ, tỉnh giấc giữa chừng, lâu dần sẽ tạo thành suy nhược thần kinh. Quan trọng nhất về dưỡng sinh trong tiểu hàn là vận động, dậy sớm, chạy bộ, chơi thể thao không chỉ tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe mà còn nâng cao tinh thần thoải mái tư tưởng. Người càng lớn tuổi thì càng nên vận động nhiều để tránh các bệnh khớp, máu huyết, đặc biệt là phải tăng cường sức khỏe của bản thân bằng cách là siêng năng tập thể dục để dưỡng chất lan tỏa, bài tiết tốt hơn, cơ thể thêm dẻo dai trước thời tiết, có sức đề kháng cao trước bệnh tật. Tiếp theo, xét về tính cách cuộc đời người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo tử vi phương Đông, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trời sinh vốn mệnh của rồng nên bất kể làm việc gì họ cũng có tài lãnh đạo và luôn trong tư thế chủ động là người thông minh khéo léo và rất tinh tế trong quan hệ giao tiếp nên dù đang làm công việc gì người tuổi này cũng rất thành thục và đạt được những thành quả rất khả quan không những thế tuổi bính thìn luôn có trách nhiệm với bản thân và công việc mình làm họ có tinh thần mạo hiểm và không bao giờ từ bỏ cơ hội tốt đến với mình bên cạnh đó con giáp này được thần phật hết sức chờ che nên cũng rất thường hay xây dựng được những mối quan hệ xã hội có ích khi làm nhân viên họ nhận được rất nhiều sự yêu thương quý mến từ bạn bè đồng nghiệp được lãnh đạo cấp trên tin tưởng giao phó cho những công việc quan trọng khi là một người đứng đầu người lãnh đạo thì họ sẽ luôn biết cách để quan tâm chăm sóc và chú ý hơn đến nhân viên cấp dưới trở thành một nhà lãnh đạo nhà quản lý được đông đảo nhân viên kính trọng quý mến nhờ vậy mà công việc của tuổi bính thìn cũng sẽ ít đi những muộn phiền rắc rối nếu có thì cũng sẽ trở thành bàn đạp để họ có được những thành công lớn hơn ở tương lai. Những người tuổi Bính thì nam mệnh rất hiền lành, tài giỏi, linh động, hoạt bát, mềm dẻo và có rất nhiều tài lẻ, là một trong số những con giáp được sự che chở, bảo hộ của thần Phật và mang trong mình số mệnh phú quý. Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của con giáp này đã có sự tiến bộ, phát triển tốt hơn những người khác, bản mệnh mang tới sự may mắn, vận khí tốt lành cho các thành viên trong gia đình của mình nhờ vào họ mà cả gia đình có thể nhận được sự bảo vệ và sự che chở vô cùng vô tận của thần phật những người cầm tinh con rồng sẽ sớm có được vinh hoa phú quý tiền bạc dồi dào công danh thành đạt sự nghiệp vững vàng với tuổi bính thì nữ mệnh trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn kiên quyết nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng nhân hậu đôi lúc đa sầu đa cảm họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần nhưng ẩn bên trong lại khác tuy tiền vận có vất vả gặp gành sóng gió nhưng trung vận sẽ được bù đắp khi được quý nhân phù trợ giúp sức tiền bạc sự nghiệp thăng tiến về hậu vận có cuộc sống sung sướng gia đạo có nhiều điều tốt đẹp bính thìn sinh năm 1976 khi bước sang năm 2023 phạm tam tai nên vận trình bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dấu hiệu tiêu hao tài khí tuy nhiên năm nay lại có ngũ hành tương sinh và sao tốt chiếu mệnh nên đây sẽ là một năm gặp khá nhiều may mắn Càng về cuối năm các phương diện trong cuộc sống có sự phát triển mạnh mẽ hơn. Người tuổi Bính Thìn có khả năng sẽ tìm được cho mình hướng đi tốt đẹp trên con đường công danh, sự nghiệp và đầu tư thêm một số lĩnh vực nhất định. Mọi thứ bạn làm từ nhỏ đến lớn đều dễ dàng thu được lợi ích, do vậy bạn nên giữ cho mình tâm trí cởi mở tích cực để đón nhận vận may. Vào thời điểm may mắn nhất trong năm Quý Mão 2023 đối với người tuổi Bính Thìn là vào tháng 5, 7, 10, 12 âm lịch đây là lúc để bạn tỏa sáng, nắm bắt nhiều cơ hội xuất hiện trong cuộc sống, may mắn liên tiếp ùn ùn kéo đến, cuộc sống bất ngờ thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp vững chắc ổn định, tài vận dồi dào, đời sống tình cảm cũng hưng thịnh và hạnh phúc, bạn càng làm việc chăm chỉ, càng gặt hái được nhiều thành công, thần tài và quý nhân luôn sát cánh cùng bạn trên mọi nẻo đường. Đặc biệt vào cuối năm này, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn được các tinh soi chiếu, bạn làm việc gì cũng thuận lợi may mắn hơn trước, lại được quý nhân giúp đỡ giúp bạn hoàn thành các mục tiêu đề ra, chỉ cần bạn nỗ lực kiên trì thì khó khăn nhỏ phía trước sẽ không thể nào cản đường bạn tiến lên, càng về cuối năm bạn càng tăng tiến nhanh chóng, gặt hái cho mình nhiều thành quả, cơ hội thăng chức tăng lương cũng nằm trong lòng bàn tay, người kinh doanh buôn bán cũng có một năm thuận buồm xuôi gió, làm ăn thuận lợi, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, tiền bạc cứ ào ào đổ về túi của bạn, mua nhà to hơn, sắm xe xịn hơn, có tiền tỷ cầm tay, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Về chuyện tình duyên gia đạo, trong giai đoạn cuối năm 2023 này, không khí gia đình êm ấm, hòa thuận, tươi vui, tất cả những tranh luận và bất đồng sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Hai bạn tìm thấy được điểm chung, đặc biệt năm nay bạn sẽ đón nhận nhiều hạnh phúc, vui vẻ từ con cái mang lại. Người tuổi Bính Thìn sẽ yên tâm khi con cái sống kỷ luật, trưởng thành hơn. Về sức khỏe của bản mệnh năm 2023 cũng được dự báo cần phải chú trọng hơn trong tháng này, dù bạn có sức đề kháng cao và cơ thể năng động Nhờ áp dụng một lối sống lành mạnh, vào thời điểm cuối năm, công việc bận rộn, sức khỏe vì vậy cũng có phần giảm sút, bạn cũng nên hạn chế đi lại đường xa, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe. Vậy, tử vi vận trình tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao, mời quý vị hãy lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Đầu tiên, Xét trên phương diện sự nghiệp tuổi bính thìn tháng 12 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, ở tháng cuối cùng của năm quý mão, người tuổi bính thìn tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhẹ, bản mệnh xử lý đâu vào đó. Người này đang có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, xong về cuối cùng thì công việc đều ổn thỏa, có được kết quả như ý muốn, Mặc dù kế hoạch đề ra tiến triển tốt, đúng đường, đúng hướng, nhưng con giáp này không dự đoán được hết những vấn đề phát sinh, nên cũng có đôi lúc trục trặc, âm sát chủ về âm mưu, gian trá. Hung tinh này nhập mệnh, báo hiệu họa tiểu nhân có thể ập tới bất cứ lúc nào, và đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn không được suôn sẻ như ý. Cũng may quý nhân thiên đức luôn ở bên, tháng vượng quý nhân nên mọi sự rồi cũng êm ả à qua đi. Xong đây cũng là bài học quý giá cho những chú rồng ở những lần sau. Để chuẩn bị kỹ càng mọi phương án ứng phó cụ thể, bạn cũng có thể xem thêm những phương pháp chiêu quý nhân cho ngôi nhà của bạn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định có dấu hiệu thăng tiến, hay tăng lương nhẹ vào nửa cuối do được thiên quang nâng đỡ, nên tận dụng phấn đấu không ngừng, ắt có ngày gặt hái quả ngọt. Con giáp này phản ứng khá nhanh trước vấn đề, nên nhanh chóng xử lý được tình huống phát sinh, không để cho hậu quả lan ra, đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công việc, nhờ thế mà công sức bỏ ra vẫn được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, mọi việc chủ yếu dựa vào năng lực và sự quyết tâm của bản thân. Chỉ cần bản mệnh duy trì được thái độ lạc quan, thì khó khăn nào cũng tìm được cách tháo gỡ, đặc biệt để hạn chế những rắc rối không đáng có. Đương số nên cố gắng giữ gìn các mối quan hệ xã giao, chớ chủ động gây hấn với người khác mà rước thị phi vào người. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, giải quyết khúc mắc trong hòa bình. Khuyên quý tuổi bính thì năng làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm, hay thắp hương cầu bình an cho gia đình, hạnh phúc ở trong tâm ta, nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có, hay nói đúng hơn hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần bính thì nhé. Tiếp theo, xét trên phương diện tài lộc, trong tháng 12 âm lịch của tuổi Bính Thìn, Xem tử vi tuổi Bính Thìn tháng 12 năm 2023 âm lịch, tháng cuối cùng của năm tiền bạc rủng rỉnh trong tay, con giáp này thoải mái kê cao gối ngủ, không phải căng thẳng để tính toán. Bản mệnh có nhiều nguồn thu trong tháng, ngoài thu nhập từ công việc chính, còn được thưởng nóng bên ngoài, được đối tác biếu xén, khách hàng lại quả. Tóm lại là ví tiền lúc nào cũng trong tình trạng căng phòng, các khoản tiền vay mượn trước đó, tưởng không còn khả năng thu hồi lại, thì bỗng dưng nhận về, quả là niềm vui bất ngờ đối với tuổi thìn, lần sau đừng nên cả nể cho vay mà mất tình, mất cả tiền. Kinh doanh buôn bán càng về cuối năm càng thuận, tuy nhiên, sức cạnh tranh lớn khiến đương số phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn, mất ngủ, cơ thể hao nhược, hợp tác làm ăn có điểm phá hoại do tác động của thiên cầu hung tinh, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì, mặc dù vậy, không thể không nhắc đến vô số khoản mà con giáp này phải chi ra trong tháng, nếu không có các khoản này thì có lẽ tuổi bính thìn đã sớm phát tài, phát lộc rồi cũng nên cuối năm phải mua sắm biếu xén quà cáp, đi lại giữa các nơi, tưởng chừng không có gì nhiều, nhưng cộng lại cũng thành cả khoản lớn khổng lồ, cần kiểm soát tài chính cho tốt để tránh mua sắm lãng phí quá mức, bạn hãy để riêng một khoản tiết kiệm cho mình. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Bính Thìn tháng 12 năm 2023 âm lịch. Xét về đường tình duyên tháng cuối năm này, tương hình tương phá, cục diện này sẽ gây ra những mâu thuẫn bất đồng trong mối quan hệ tình cảm của những chú rồng với người có gia đình, tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, đôi bên không học cách chia sẻ, ác nảy sinh tâm lý chán trường, là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Khi vợ chồng xảy ra khúc mắc cần hạ cái tôi của mình xuống, chớ để chuyện bé xé ra to giữa cha mẹ và con cái nên có sự trao đổi thường xuyên để không tạo thành khoảng cách thế hệ. Công việc bận bịu chẳng những khiến cho người có đôi dễ dạn nứt tình cảm, mà còn có thể khiến cho người độc thân chẳng còn tâm trí suy tính tới chuyện yêu đương. Con giáp này đã quen với cảnh cô đơn, thậm chí đôi khi bạn còn thấy thỏa mãn với cuộc sống một mình, hạnh phúc vô lo, vô nghĩ, tự do, tự tại của mình. Cẩn thận với lỗi phong thủy, khiến nỗi cô đơn đeo bám gia chủ, không từ chối việc tìm hiểu đối phương, nhưng bạn không quá nhiệt tình trong các mối quan hệ. Có sự thờ ơ, lạnh lùng, khiến cho đối phương trùn bước, muốn tìm được tình yêu đích thực trở thành bài toán quá khó với bạn. Cuối cùng, phương diện sức khỏe tuổi bính thìn, trong tháng 12 năm 2023. Sức khỏe của tuổi bính thìn trong tháng nguyệt lệnh lâm suy không được tốt, con giáp này dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và áp lực tinh thần xa sút không thấy thoải mái, để nghỉ ngơi cho lại sức, tâm lý bất an hay lo lắng này có thể sẽ khiến cho những chú rồng càng thêm mỏi mệt, không đủ sức khỏe để chống đỡ trước những áp lực đang dồn dập đến. Bạn cần phải học cách tự thương lấy thân mình, đừng cố quá mà tự hại mình. Chuyện đâu còn có đó, có những thứ dù thiếu sót một chút cũng không ảnh hưởng gì, đừng cố gồng mình lên mà tới lúc chẳng thể cực dậy nổi. Ngũ hành bản mệnh sinh cho lưu niên, khí lực vì thế mà tiêu hao, khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp, khi ra mùa, áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái là nguyên nhân chính khiến đương số phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra, nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Người ta thường nói những điều dở dang, những thứ chưa chọn luôn đẹp nhất, những điều đã mất, những thứ không còn luôn quý giá nhất, thương điều dở dang, trọng điều đã mất, nên chưa bao giờ nhìn thấy những điều đang có là quý nhất, dẫu trăm năm, ngàn năm, kẻ hờ hững với hiện tại trong tay, cũng chỉ giữ lại những vết nhăn thời gian vậy thôi. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ vào phần luận giải 4 tuần trong tháng 12 âm lịch, để mệnh chủ bính thìn có những kế hoạch phát triển. 1. Tử vi tuần 1, tháng 12 âm lịch tuổi Bính Thìn 1976. Tuần này Bính Thìn được nhắc nhở nên mạnh dạn đấu tranh, phát biểu chính kiến để bảo vệ bản thân, khiêm tốn là tốt, nhưng không phải lúc nào im lặng cũng có lợi cho bạn, nhất là khi người khác đưa ra những nhận định hay đánh giá sai lệch về bạn, hãy phản biện một cách bình tĩnh và rõ ràng, lợi thế sẽ nghiêng về phía bạn. Một số vấn đề bên lề cũng ảnh hưởng tới khả năng tập trung cho công việc của con giáp này ngay cả bản mệnh cũng nhận thấy mình cần phải chấn chỉnh lại tinh thần trước khi quá muộn. Càng về cuối tuần thì vận trình sự nghiệp càng thêm xa sút tuổi này dễ bị tiểu nhân chơi xấu, bày mưu phá hoại những thành quả mà bản mệnh gây dựng được. Con giáp này nên chú ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tài chính, do gặp phải họa phá tài dưới sự tác động của đại hao, bạn dễ vướng phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Bản mệnh phải dùng tới tiền để giải quyết những việc này, nên tài chính vốn đã không dư giả, lại càng thêm phần túng thiếu về tình cảm các cặp đôi cần trao đổi với nhau nhiều hơn để tránh những tình huống không mong muốn. May mắn là đến giữa tuần mọi việc sẽ suôn sẻ hơn, bạn và đối phương chưa thực sự hiểu nhau cho lắm, cả hai nên trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn. 2. Tử vi tuần 2, tuổi Bính Thìn, tháng 12 âm lịch 2023 Tuần này người tuổi Bính Thìn sẽ phải chịu nhiều áp lực, tâm trạng hơi xuống thấp nên khó có động lực trong công việc. Hung tinh tác động gây ra không ít rắc rối trong giai đoạn này, nên cần phải giải quyết thật cẩn thận và gọn gàng để không để lại bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào. Tiểu hao xuất hiện, vận may tài chính của bạn không được suôn sẻ và bạn cần cẩn thận để ngăn chặn những vấn đề như trộm cắp, cướp giật. Tốt nhất bạn nên thể hiện với mọi người rằng bản thân là kẻ đang rỗng túi và không có tham vọng trong chuyện làm giàu. Để tránh tiểu nhân dòm ngó, tiền bạc không mấy dư giả, đừng cho phép bản thân mua sắm phóng tay, kẻo tự gây gánh nặng tài chính cho mình. Chuyện tình cảm không mấy thuận lợi, chính cuộc chạy đua, cơm áo gạo tiền đã vô tình đẩy bạn ra xa khỏi những vấn đề vốn được bạn ưu tiên hàng đầu. Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu sự thành công của bản thân lại không có những người thân yêu cùng chia sẻ. Bạn nên cân bằng hai yếu tố, công và tư, để cuộc sống thoải mái hơn. Nhìn chung tuần mới này là thời điểm mà hung nhiều cát ít. Chính vì thế bạn dù làm gì cũng nên thận trọng giữ mình hơn thế nữa. Hung tinh vẫn đang rình rập, điềm báo sức khỏe của con giáp này dễ gặp vấn đề dù làm gì cũng nên chú ý đến việc chăm sóc cơ thể của mình nhé. ba Tử vi tuần 3, tuổi Bính Thìn, tháng 12 âm lịch 2023. Vận khí tuần này của người tuổi Bính Thìn sa sút khá nhanh, do ảnh hưởng từ hung tinh ngũ quỷ, trong công việc bạn nên chú ý đến cách thể hiện thái độ, hay khi trình bày ý kiến, đảm bảo các vấn đề được giải quyết càng sớm càng tốt, tránh bị ảnh hưởng bởi thị phi. Đầu tuần là thời điểm khá nhạy cảm đối với bạn, nếu không phải là công việc quan trọng và cấp bách, bạn nên từ chối tham gia những cuộc họp mặt hay đưa ra các ý tưởng mang tính quyết định, phát biểu ý kiến cá nhân vào lúc này đa phần sẽ không có lợi cho bạn, thậm chí còn có thể há miệng mắc quai. Về chuyện tiền bạc, bạn nên hạn chế chi tiêu cũng như đầu tư với quy mô lớn do tài lộc có nhiều biến động, nên bạn cần xử lý vấn đề tài chính một cách cẩn thận, bản mệnh không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng nên dễ bị lạm chi, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết đối với tuổi bính thìn vận may tình duyên trong tuần này khá mạnh mẽ nhưng bạn cũng cần lưu ý nếu đã có đôi có cặp thì bạn nên luôn đề phòng việc mất kiểm soát cảm xúc của mình người độc thân cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu đời mình bạn đừng tự ti về bản thân không ai là người hoàn hảo cả vì bạn cũng có những ưu điểm mà người khác không có 4. Tử vi tuần 4, tuổi Bính Thìn, tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Bính Thìn có một tuần thành thơi và nhẹ nhàng, khi hầu hết các phương diện đều tiến triển tốt, công việc có vẻ khá suôn sẻ ngay từ những ngày đầu tuần, bản mệnh có các tinh chính ấn trợ lực nên dễ dàng vượt qua được những trở ngại trước mắt, gặp khó khăn cũng vượt qua được bằng chính tài năng của mình. Với sự xuất hiện của sao Thái Âm, nữ giới tuần này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của quý nhân và may mắn hơn, là nam giới, nhưng dù là nam giới không may mắn bằng, bạn cũng chớ lo lắng, vì người nào có công lao thì ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng và quý nhân của bạn có thể sẽ là nữ mệnh lớn tuổi. Tuần này vận may về tài lộc sẽ tốt hơn, nhưng bạn cũng nên tiết kiệm nhiều hơn, bản mệnh có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, bản thân người tuổi thìn cũng không để lỡ một thời cơ nào, khi liên tiếp giành được ưu thế về mình, tuy nhiên, vì vẫn có điểm báo hao tài, nên bạn vẫn cần thận trọng hơn trong chi tiêu hàng ngày, tránh tiêu xài hoang phí. Đồng thời, vận may tình duyên của bạn cũng rất tốt trong tuần này, có thể người độc thân sẽ đón nhân duyên bất ngờ, nên hãy năng nổ giao lưu gặp gỡ mọi người nhiều hơn, tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng, thắp sáng ngọn lửa yêu thêm nồng nhiệt. Quý vị thân mến, cùng là một tuổi, nhưng không phải ai cũng giống ai. Tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về Tử Vi chi tiết 4 tháng sinh may mắn cho tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch 2023. 1. Vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 4 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 4 theo lịch âm số phận may mắn tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người này có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến rất cao. Như rồng bay về trời, họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho con giáp này, giúp họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến rất nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng cả đời vinh hoa phú quý con cháu đầy đàn làm mẫu người danh lợi song toàn đại phú đại quý hai vận mệnh người tuổi bính thìn sinh tháng 5 âm lịch người tuổi bính thìn sinh tháng 5 là người có ý chí cao xa có ý nguyện rời non lấp bể là bậc kỳ tài hiếm có trên đời người này có khí chất hơn người công danh sự nghiệp thành công tài lộc dồi dào gia nghiệp vững vàng đức cao vọng trọng thông minh tài giỏi quyền lực nắm trong tay Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực thẳng thắn, ghét sự xấu xa giả dối, nam mệnh phần lớn thích hợp theo nghiệp binh trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình, làm nên nghiệp lớn. 3. Vận mệnh người tuổi Bính Thìn, sinh tháng 7 âm lịch. Người sinh tháng 7 thông minh đỉnh ngộ, lo sự chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực, bất cứ chuyện gì người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại nếu đi theo con đường kinh doanh tài lộc bất ổn khi thăng khi trầm lên xuống bất định tuy không lo chuyện cơm áo nhưng sự nghiệp khó bề phát triển chí hướng cao xa tham vọng to lớn bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi gian danh bảng vàng thành danh rực rỡ có lộc về đường quan chức 4. vận mệnh người tuổi bính thìn sinh tháng 12 âm lịch người tuổi bính thìn sinh tháng này không cần phải vất vả quá nhiều tài năng bất phàm nên vẫn có được thành công tuy nhiên ý chí người này không cao sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại nên không chịu dấn thân tiến bước. Cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng, người này là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định. Họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, ngoài năng lượng tâm lý yếu đuối dễ ảnh hưởng đến vận mệnh của một con người, còn có một thói quen xấu mà mỗi chúng ta dễ mắc phải nhất, đó chính dễ nổi nóng và hay phàn nàn. Đạo Phật quan niệm miệng là cửa dẫn đến phước lành và xui xẻo, miệng là phong thủy của mỗi người chúng ta, lời nói vừa lòng người mang lại phước lành liên miên, lời nói xấu làm tổn thương lòng người và mang đến chướng ngại nối tiếp nhau, bởi vì nguyên nhân sâu xa của nghiệp khẩu là sự sân hận của chúng ta. Trong Phật giáo, sân hận là một trong năm loại độc, một khi vi phạm sẽ làm tổn hại đến phước đức trong cuộc sống. Nhiều người quen nói nhanh, nói những lời oán hận, oán trách, dù là vô ý hay cố ý, chỉ cần phát tán năng lượng tiêu cực, làm tổn thương người khác thì đó là biểu hiện của nghiệp, bởi vì Đức Phật dạy chúng ta, lời nói có thể lay động lòng người, lời nói của chúng ta là sự ấm áp, năng lượng tích cực, điều đáp lại cho chúng ta là lòng biết ơn, lòng nhân ái, để cuộc sống được êm đềm, các bạn ơi hãy tin rằng may mắn sẽ đến từ miệng mình, hãy nói lời hay và thay đổi vận mệnh của mình nhé. Vâng, quý vị thân mến trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.